Xin chào, thật vui khi lại được gặp các bạn trong tập phim hôm nay. Hãy cùng Funny Ghost đưa các bạn khám phá thế giới tu tiên hôm nay nhé. Tâm trạng của Bạch Anh vừa mới tốt lên sau nhiều ngày đến tháp, hôm nay nàng còn có hứng cùng thị nữ cho cá ăn, thì lại nghe tin Tomo sau khi chữa khỏi mắt đã tình nguyện xuống điện phụ làm việc, nàng cảm thấy hụt hẫng. Đêm đến A Anh vì nghĩ tới hắn mà mất ngủ, đây là muốn tránh nàng sao? Còn bên kia, Tomo cũng có một trạng thái tương tự. Tiếng sáo vang lên ra giết lôi kéo sự chú ý của A Anh, hai người đã gặp nhau. Nàng rủ hắn đến tàng thư các đọc sách, không ngờ kiểu hẹn hò trong thư viện này đã phổ biến từ thời cổ đại. Chiều cao có hạn mà lại thích lấy sách trên cao, A Anh cùng Tomo tái hiện hoàn hảo một phân cảnh được coi là mẫu mực nhưng cũng đã lỗi thời của dòng phim xứ đài thập niên 2000. Quyển sách viết về vùng biển xinh đẹp Bích Lạc, nơi sinh sống của những giao nhân tuyền tiên vừa hay gợi đúng vào nỗi đau lưu lạc của hắn. Đến giờ Tomo mới biết, ra là nàng vẫn nhớ đến hắn từ khi gặp ở Tinh Hãn Vân Đình, nhưng hắn vẫn cố khẳng định lại, họ chính là hai người xa lạ. Đang lúc muốn kết nối tình bằng hữu bất thành trước kia, Thái tử Chân Lam phát hiện có người lúc nửa đêm đột nhập tàng thư các, hắn đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, chiếc áo tàng hình phiên bản lỗi lại xuất hiện, Tomo đánh lạc hướng Chân Lam để A Anh chạy thoát. Đuổi theo đến cửa, Chân Lam nhận ra kẻ đột nhập chính là giao nhân đã cứu nữ hiệp áo trắng ở Tinh Hãn Vân Đình. Trong khi Tomo khẳng định thân phận hầu cận của Thái tử Phi, còn Chân Lam cũng bất lực thừa nhận thân phận thái tử của mình. Thái tử tò mò hỏi về Thái tử Phi, vì trước ngày đại hôn thì chưa được gặp thê tử, Tomo đã khéo léo dập tắt sự tò mò của hắn, vì nhân duyên trốn hoàng thất là do thiên định. A Anh vẫn lo lắng đợi đến lúc Tomo trở về, nàng hỏi về thân phận người hầu của hắn, hắn nói hắn không tự nguyện đến đây và sẽ trả lại ân tình nợ nàng. Đêm đến, hắn nhớ về nhiệm vụ phải giết A Anh do Thanh Vương ép buộc. Một bên là bằng hữu, một bên là thân tộc, hắn biết lựa chọn thế nào đây? Thái tử Phi thì trằn trọc không ngủ, bên này công cuộc học tập của thái tử cũng không khá hơn là bao, miệng thì ngáp bút viết hết gãi đầu lại ném đi. Đang suy nghĩ về Tomo thì đúng lúc Đại Ti Mệnh mang hỷ phục đến, vừa hay kịp giải thích nghi vấn của hắn về việc giao nhân sống tràn lan ở không tang. Chưa kịp thử áo hỉ, hắn nhận được tin Lam Vương tử trận, nguy cấp ở Diệp Thành. Hắn lập tức báo với Đại Ti Mệnh, ngài đã tìm cách để hắn được gặp Tây Kinh tướng quân. Gặp được Tây Kinh, hai người trao đổi về tình hình chiến trận, điều cấp thiết lúc này là cần thêm viện binh. Chân Lam lập tức về tâu lên hoàng thượng, nhưng hoàng thượng quanh năm đau ốm, một câu phụ vương bất lực, giao không tang cho con, bổn vương yên tâm đã nói lên được thực trạng lúc này. Hoàng thượng thì cũng chỉ là một người cha bình thường, nghe Chân Lam gọi phụ vương, ánh mắt hai cha con nhìn nhau thực sự vô cùng cảm động. Thanh Vương khi nghe tin Tây Kinh đã điều động được binh lính của hắn, lại còn định áp chế hắn bằng những hoạt động chìm nổi của Tinh Hãn Vân Đình thì vô cùng tức giận, không biết con rắn độc này sẽ làm gì tiếp theo. Lam Vương tử trận, Vương phi Hồng Diên thay chồng ra trận, nàng mặc áo giáp đỏ rực oai phong cưỡi trên lưng tuấn mã dẫn binh ra chiến trường, quyết tâm đem máu thịt ra giữ lấy Diệp Thành. Thị nữ tay chân của Thanh Vương thả nhện độc trên giường A Anh, đến khi Tomo phát hiện thì trên tay nàng đã lưu lại một vệt máu nhỏ, Tomo bỏ qua lễ tiết hút độc ra cho nàng. May mắn là A Anh đã tỉnh lại, mặt vẫn còn yếu ớt nhợt nhạt, nhưng Tomo thì ngược lại bị độc tố hành hạ. Ngoài kia, Sư Bành mang quân Thương Lưu đến cổng thành bắt Vân Mạt, vợ của Tây Kinh làm con tin. Vượt lên trên tất cả, vì nghĩa diệt thân, vợ chồng đồng lòng, quyết không đầu hàng, chiến trận xảy ra quyết liệt. Thành đã giữ được, nỗi đau mất vợ khôn nguôi. Đào tuyết đã nở, người con gái yêu thích nó vẫn không hề hay biết, Tomo đã rời tháp ra gặp Viêm Tịch, một giao nhân trẻ tuổi, bàn về kế hoạch cứu gì như. Khung cảnh lại dịch đến Thanh Vương phủ, còn 3 ngày nữa là đại hôn, Tomo hứa với Thanh Vương là sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện khế ước máu giống như lời thề bất khả bội của thầy Snape với mẹ Malfoy. Hoa nở, người thì đã đi mất, A Anh được Đại Ti Mệnh thông báo Tomo và thị nữ tên Avu đã biến mất. Nàng đã quên mất 2 ngày nữa là đến đại hôn. Dì Như đã được thả, tâm niệm muốn cứu sống tất cả tộc giao nhân đã nói lên, Tomo đích thực mang dòng màu của Hải Hoàng. Trong lễ hội hoa, dưới gốc đào tiên, pháo bắn dập trời, có hai người ước nguyện được bên nhau. Duyên số đưa họ một lần nữa gặp nhau, họ chúc nhau tâm nguyện mong ước đều thành hiện thực. Chiếc áo tàng hình đã xuất hiện kịp lúc giúp họ thoát khỏi sự truy đuổi của đám người áo đen, bầu không khí ngại ngùng lại một lần nữa xuất hiện. Hai người không hẹn mà đồng lòng đưa ánh mắt đi chơi xa để tránh nhìn thẳng vào mắt nhau. Đến lúc nàng phải về rồi, từ biệt nhau trong day dứt, nàng bảo hắn nên quên nàng đi. Hai hàng nước mắt rưng rưng, phong ấn trên trán nàng từ từ biến mất, nhiệm vụ của Tomo đã hoàn thành. Tomo bị giam lại định dùng khế ước máu để ép Thanh Vương tha cho Bạch Anh một con đường sống, thế mà hắn ta chẳng bị ảnh hưởng gì cả, con cáo giả đắc ý rời đi. Bạch Anh không hiểu vì sao phong ấn của nàng lại bị phá, nàng với Tomo chưa làm việc gì đi quá giới hạn cả. Lúc này nàng đã đứng trước ghế rồng chuẩn bị nhận án phạt, Thanh Vương nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa nói xấu mẫu thân nàng. Diệp Thành đang thất thủ, Chân Lam bất bình xông vào Vương Tháp chỉ thẳng mặt Thanh Vương tội đốt lương thảo và cắt quân lương. Hắn chỉ thấy mấy người trước mắt nước thì sắp mất mà vẫn không lo, còn vì chuyện cưới xin lằng nhằng mà cãi cọ. Tội đã được định, ngày cưới nhẫn hậu thổ không nhận chủ, trên dưới Bạch thị đều bị chém đầu. Chiến sự nguy cấp, hoàng thượng ra chỉ, Thanh Vương Bạch Vương mang quân tiếp viện. Tomo được đưa vào, chính miệng khai ra bị Thanh Vương ép vào kính tháp hại thái tử phi, Bạch Vương tức giận đi trình lên hoàng thượng, Thanh Vương định diệt khẩu nên sai người chém Tomo. Chân Lam biết được ý đồ của Thanh Vương nên đã cứu Tomo một mạng. Thì ra chỉ cần thái tử phi yêu ai thật lòng thì phong ấn sẽ bị phá bỏ, Bạch Anh một lòng lo lắng thiên hoàng hậu thổ không hợp lực sẽ ảnh hưởng tới việc chống quân Thương Lưu. Còn thái tử vẫn đang đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng hôn thê rời đi.
Bên này Sư Bành nhận được mật tin Thiên Hoàng Hậu Thổ không hợp lực đã đến lúc công thành. Ngoài thành quân Lưu Thương ồ ạt tràn lên, còn bên trong tướng sĩ thề chết cũng phải giữ được thành. Nhận thức được Thiên Hoàng Hậu Thổ không kết hợp sẽ gây ra hậu quả khó lường, Bạch Anh rơi trên tháp xuống tự vẫn trước mắt Tô Mô, chỉ có cách này mới khiến Nhẫn Hậu Thổ nhận nữ nhân Bạch Thị khác làm chủ. Chỉ buồn cho thái tử lần đầu gặp được hôn thê thì biết nàng không còn trong sạch, lại tận mắt chứng kiến nàng tự tận mà vẫn còn tìm cách bảo vệ danh tiết của nàng. Không chịu sự quản thúc của khế ước máu, Thanh Vương ra lệnh giết hết những giao nhân bị bắt. Diệp Thành khói lửa ngút trời, quân địch tràn vào gây ra gió tanh mưa máu. Trận liệt kính bại, người dân vô tội bị chém giết vô số. Tô Mô chịu hình phạt đi đày nơi núi tuyết, phải sống để mãi mãi bị ký ức Bạch Anh nhảy thành hành hạ. 100 năm sau, trên thành Vân Phủ, một tiên nữ và một tiểu đồng đang hoài niệm về Vân Hoang trước, nay đã đổi chủ từ lâu, sau trận liệt kính, không tang diệt vong, dân chúng vô cùng khổ cực. Đâu đó trong Vô Sắc Thành, hai thế giới rộng lớn ngoài kia có ẩn chứa hạt giống ươm hy vọng cứu giúp chúng sinh, lại quay về lúc cô bé Na Sen đang gieo quẻ cho Tô Mô của tập phim đầu, dòng cuối lời tiên tri bị gió thổi bay mất. Đoàn lữ khách dù quân số đã giảm quá nửa, nhưng vẫn một mực vượt qua núi tuyết để đến Vân Hoang với ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp. Đoạn đường trải qua dài như thế vẫn đồng lòng, chỉ vì lòng tham tranh nhau một đóa tuyết anh tử đã bị chôn thây núi tuyết. Na Sen may mắn được người bạn đồng hành Tô Mô cứu lên. Một bóng đen bí ẩn xuất hiện ở thiên miếu trên đỉnh kính tháp ngắm sao giải nghĩa thông điệp của trời xanh, hắn chính là Trí Giả. Na Sen đang thao thao bất tuyệt về những giai thoại tươi đẹp của Vân Hoang thì bị Tô Mô phủ nhận hết. Hắn chỉ đường cho cô đến quận Đào Nguyên rồi quay lưng đi mất. Hóa ra Bạch Anh không chết, vào thời điểm nàng rơi từ trên thành xuống, Nhẫn Hậu Thổ tự bay đến nhận chủ và cứu sống nàng. Chân Lam ngày trước một mình chống lại quân Thương Lưu hùng mạnh, sức mạnh đế vương bị kẻ thần bí phong ấn, không thấy tung tích. Để bảo vệ dân chúng, Lục Vương đã dâng một nửa linh hồn mở ra thành Vô Sắc, không ai trong đó còn được đi lại dưới ánh mặt trời. Chân thân của thái tử cũng được lưu giữ tại nơi này, ngày ngày nàng kể cho hắn nghe về những nơi đã tới. Giờ đây nàng vội vã đi khắp Vân Hoang chỉ để tìm Nhẫn Hoàng Thiên và sức mạnh của Chân Lam bị phong ấn hay còn vì gì nữa. Đại Ti mệnh lập tức đến báo cho A Anh Vân Hoang lại sắp có biến cố lớn, người mang hy vọng đến từ núi tuyết. Na Sen vẫn một mình men theo sườn núi tìm đường vào Vân Hoang, không may nàng dẫm vào một bộ xương trắng, quá sợ hãi nàng trượt chân rơi xuống vách núi vào một cửa hang nhỏ bất tỉnh. Ở Thương Lưu, thánh nữ Vũ Trúc đứng trước Ngũ Sư Đường cũng đã đoán ra kẻ xâm nhập từ núi tuyết gây ra đại họa. Bạch Anh một mình đi trong rừng tuyết thì bị một toán lính bao vây tấn công, nàng đang không biết ai đã âm thầm giúp mình thì gặp lại Tô Mô, ký ức về đoạn tình cảm trước đó ùa về. Tô Mô vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, không hề che giấu bày tỏ nỗi dằn vặt suốt 100 năm dài đằng đẵng nhưng bị nàng cự tuyệt. Nàng nhọc nhằn thốt ra, A Anh của khi đó đã chết rồi. Na Sen tỉnh dậy trong hang, tìm mọi cách để thoát thân xong đều không được. Lang thang trong đó nàng tìm thấy một chiếc hộp lấp lánh nên thích thú mở ra, viên đá xinh đẹp mà nàng thấy chính xác là Nhẫn Hoàng Thiên. Trong lúc vẫn đang ngơ ngác, chiếc nhẫn đã tự động bay vào ngón tay nàng. Trong hang động âm u tự nhiên phát ra tiếng người, Na Sen bị dọa hét ầm lên, đây chính là phần hồn của thái tử Chân Lam đã bị phong ấn. Cùng lúc đó hang động rung chuyển muốn đổ ập xuống, Chân Lam dạy nàng cách sử dụng Nhẫn Hoàng Thiên để thoát ra ngoài. Trong Vô Sắc Thành, mọi người hân hoan khi nhận thấy Hoàng Thiên tái xuất, Đại Ti mệnh khuyên Ngũ Vương không tang tức tốc đến đó. Thiên Ý đã định Na Sen phải đeo chiếc nhẫn đến quận Đào Nguyên, Chân Lam muốn nàng tức tốc lên đường nhưng phải bất lực nhìn nàng ôm giỏ nghỉ ngơi. Hắn là ma mà, có tự làm được gì đâu. Vũ Trúc theo lời Trí Giả truyền lệnh giết hết những người đến từ núi Thiên Khuyết. Vũ Trúc cùng em trai Vũ Huyễn đang chịu phạt được Sư Bành nuôi từ nhỏ, lại là thánh nữ đầu tiên theo Trí Giả được 50 năm. Sư Bành có ý muốn hỏi lý do Trí Giả giữ nàng lâu đến vậy. Bán Bộ Thành là một vùng hoang mạc quanh năm bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời, Vũ Huyễn truy đuổi và bắt được một giao nhân và kéo lên nàng trên nền cát. Na Sen đã ngủ dậy sau một đêm dài, cầu khấn không gặp mấy kẻ kỳ lạ nữa, phần hồn của thái tử Chân Lam lại hiện lên trêu chọc, chỉ những ai đeo nhẫn lên mới nhìn thấy hắn. Sau một hồi cân đo đong đếm lợi ích, Na Sen đã đồng ý lên đường. Về đến quân doanh, Vũ Huyễn nhận được lệnh giết sạch người Thiên Khuyết đi qua để lấy công chuộc tội. Chị gái Vũ Trúc còn gửi cho hắn một viên ngọc hộ mệnh xin từ Trí Giả. Một lần nữa Chân Lam lại giúp nàng thoát nạn khỏi sự truy bắt của lính Thương Lưu. Mấy tên lính đang hoa mắt nhìn đống châu báu quên nhiệm vụ đã bị thiếu tướng Vũ Huyễn giết sạch. A Anh vẫn lang thang trong rừng tuyết, gặp phải ánh mặt trời, thân thể cô trở nên trắng bệch, yếu ớt sắp không chịu nổi chạy trốn vào thiên miếu ở Thiên Khuyết. Nàng cần phải nhanh chóng tìm thấy người mang hy vọng của không tang. Trong lúc Na Sen đang chết đói thì bắt gặp Tuyết Anh Tử loại thuốc quý giá nhất Vân Hoang, đúng là kẻ ngốc hay được lộc. Nàng cứ luôn miệng gọi thần tiên ca ca, nhưng kẻ kia thì độc miệng cứ luôn tranh cãi nàng. Vừa nghe Chân Lam khoe kiến thức địa lý uyên thâm được A Anh kể cho hàng ngày thì Na Sen không để ý vấp vào đá ngã sóng xoài, hắn là ma mà nên không cứu được pha này nên chỉ biết ngồi cười. Loang thoáng thấy bóng người quen thuộc lướt qua, Na Sen hét tên Tô Mô nhưng không được đáp lại, đúng lúc quân Thương Lưu đuổi đến, Chân Lam khuyên nàng chạy theo Tô Mô. Tô Mô vừa nhìn thấy Hoàng Thiên liền đồng ý giúp đỡ. Trên đường Tô Mô dò hỏi lý do Na Sen có được nhẫn đến tận thiên miếu, nhưng nàng toàn đánh chống lảng. Nhẫn Hoàng Thiên với hậu thổ gần nhau phát ra tín hiệu, Bạch Anh mở cửa để ánh mặt trời chói mắt lọt vào, vừa hay bắt gặp hình bóng của Tô Mô. Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi, nhớ like và đăng ký kênh Funny Ghost Review, nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo tập phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo.